bắt đi xong nó nhỏ thôi, mà nước đang chảy này nghĩ là chài này là trên cước 30 chân 40 5 phân. Để coi có cá mài dinh không các bạn. Thường ở đây là cá mài dinh dữ lắm các bạn. Đây xong rồi rộng lắm nha. Nó nói chung là không rộng, bề ngang chừng 30-40 mét, 50 mét, 40 mét, 50 mét. Để coi có cá không? Dướng gốc rồi. Dướng gốc rồi các bạn. Để coi dướng gốc rồi. Là xanh là trên cước 30 các bạn. Đó, đó cá các bạn, cá. Đó đó. Dưới góc mình đó là dưới góc mà. Góc hết hồn. Có cá nhầm dưới góc. Chạy rất là bền thôi mà, bền kinh khủng chưa. Kéo nguyên góc lên luôn. Chụp nguyên góc luôn. Nước đang đổ xuống các bạn. Anh đỡ bị cái lưng, bị cái gì bạn, lưng dạng bị bú á. Nguyên cấp hết hồn. Thì đa số chài các bạn, chài phải làm ở trên cước 30, chân 40 vậy đó, rất là bền. Sẽ bền lắm. Cá mà không ai gốc được có cá rồi. Cái này tên cây cầu các bạn, cây cầu đường đi cây cầu, cầu Vinh Sáng. Con còn các bạn dinh nữa các bạn. Hơi xa các bạn, đánh bơi hơi xa rồi, cách cũng 50-60 mét rồi, cách 100 mét các bạn, cách cả 100 mét á, có thể quay phim nó không rõ được các bạn, tại đứng đang trên cầu, xa lắm, quá xa luôn. Xa quá xa, chụp góc xuống dưới á. Góc túng dưới kia các bạn, xa quá xa, tại vì cũng 200 mét các bạn. Nhưng mà hơi xa, đây hơi rụng, đây còn có cá không? Thank you.
Này mình có rễ mồi các bạn, rễ mồi thì nó ngon hơn. Hơi xa các bạn, 200 m mà. Đâu không có góc. Trước nó dạt xuống mà cá nó dạt xuống rồi tại phèn nó dạt bớt rồi. Chứ lúc trước á, lúc trước chạy cá dữ lắm. Lúc cái 2-3 ký cá luôn các bạn. Có rồi các bạn, thôi mình đi với bạn.